Từ khóa giảm cân dường như xuất hiện mọi lúc, mọi nơi và dày đặc trong lịch sử tìm kiếm của nhiều người. Thế nhưng, các tín đồ giảm cân liệu có biết những miệng vô cùng đơn giản này hay chưa? Uống trà thảo mộc Một số loại trà có thể giúp bạn giảm cân vào ban đêm. Uống trà trước khi ngủ hứa hẹn cho bạn kết quả kỳ diệu trong một đêm. Các loại trà thảo mộc tự nhiên thực sự có thể cải thiện sức khỏe của bạn theo nhiều cách khác nhau và thậm chí khiến bạn khỏe mạnh hơn. Quế chống lại trứng viêm và ngăn ngừa đầy hơi vào buổi sáng. Bạc hà làm giảm cảm giác thèm ăn và giúp bạn tránh ăn vặt. Hoa cúc cải thiện tiêu hóa và thư giãn thần kinh của bạn. Tập thể dục Tập thể dục là cách tốt nhất để giúp bỏ căng thẳng và tăng cường trao đổi chất trước khi đi ngủ. Cả hai bài tập cardio và aerobic đã được chứng minh là hiệu quả. Tuy nhiên, tập luyện sức bền mới là cách giúp bạn đốt cháy chất béo. Bơi lội hoặc nâng tạ có thể là giải pháp tốt nhất vào ban đêm chúng không khiến bạn quá mệt mỏi nhưng đồng thời kích thích quá trình đốt cháy calo sẽ kéo dài ngay cả khi bạn đã ngủ ăn một bữa ăn nhẹ có protein có thể đây là điều bạn chưa từng nghĩ đến thế nhưng ăn một chút sữa chua Hy Lạp format ít béo gà tây nạc hoặc bơ đậu phộng trước khi đi ngủ chúng sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và giúp cơ bắp phát triển ẩn các tiện ích của bạn vào ban đêm Anh sáng quá mức từ các thiết bị di động là một lý do khác khiến chúng ta không thể ngủ đúng cách Nghiên cứu đã chứng minh rằng ánh sáng xanh từ điện thoại thông minh làm chậm quá trình sản xuất melatonin, do vậy bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đi vào giấc ngủ, dậy trong tình trạng mệt mỏi. Cố gắng tránh các thiết bị trong 2 giờ trước khi bạn đi ngủ và đặt màn hình của chúng ở chế độ ban đêm. Thay một chiếc máy tính bảng bằng một cuốn sách giấy Đó là một điều tuyệt vời mà bạn nên thử. Nhâm nhi một chút nước nho. Nước em nho giúp đốt cháy calo nhờ một chất đặc biệt gọi là resveratrol. Nó giúp chuyển hóa chất béo trắng xấu thành chất béo màu be. Khi bạn đi ngủ, cơ thể sử dụng chất béo màu be để giữ ấm cho bạn. Vì vậy, uống một cốc nước nho trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn loại bỏ dầu mỡ thừa thay vì tích trữ. Uống nước trái cây tươi để tránh nạp nhiều đường không cần thiết.